Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Dạ hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở phim trường Pixel ở số 1 Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đó quý ông bà cô chú anh chị. Dạ hôm nay phim trường mình ghi hình chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại do anh Coleman làm người dẫn chương trình, và nhân vật chính của chương trình hôm nay là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Hôm qua Khương Dừa đi coi cái tập của cô Bạch Tuyết á. Dạ xong cái lúc 7 giờ mấy cái chú Thanh Tuấn vô để chú Thanh Tuấn vợt bài dở, ngồi nói chuyện với chú, chú hát mấy bài nghe đã thì chứ nhất là cái bài Nhớ Nha Trang này quý bà cô chú anh chị. Dạ thì hôm nay Khương vừa tới phim trường để xem hỗ trợ được gì hỗ trợ, với thứ hai bây giờ là giờ nghỉ trưa. Dạ ngờ nghỉ trưa thì ngồi mọi người mới ăn cơm xong. Dạ nãy mới diễn ra cái phần giao lưu phần đầu giữa anh Coleman với lại chú Thanh Tuấn rồi. Bây giờ thường thường Khương vừa tới phim trường Khương vừa hay mua này kia cho mọi người ăn. Giờ Khương vừa bữa Khương vừa thấy anh Coleman có ghé một cái quán chè cũng ngon, để Khương vừa hỏi anh có quán chè nào ở đâu để Khương vừa đi mua cho ekip thôi quý bà cô chú anh chị. Đây quay khán giả hả anh? Em xin quà này xin mình nha. Đúng rồi. Đây Coleman. Rồi. Anh ăn gì anh? Ăn gì anh? Ăn gì em đi mua cho anh trên bồi bổ. Anh mới ăn mì. Dẫn cực quá. Mới ăn Coleman dẫn suốt các chương trình suốt quý bà cô chú anh chị. Rồi cả nhà ơi. Chè anh của quán chè ngon quá, anh chỉ em chỗ đi mua cho. Ơi kiếp anh. Dạ. Rồi nhớ em là cái chỗ chè luôn có quận 9. Quận 9. Giờ em đi xe em chạy qua một. Giờ đi chè chưa ăn chè, ăn chè cho hết, ăn chè đậu cho hết. Ăn chè đậu cho đậu. Dạ. Chuẩn bị làm tất tư danh hàng cho thi đậu sớm. Anh ăn chè gì em mua cho. Ngay đó địa chỉ là bọn anh nó biết không anh? Cái đường người ta tự nhiên nói đùng. Rồi hết nhà thì mình chè ngon lắm. Rồi chè Duy Minh. Thì bữa em thấy á ngon quá. Nên giờ bữa trưa là em tính đi mua gì cho mọi người ăn. Cái tiền cô gái cái chè muốn chè gì bữa chị Duy Minh để con ơi. Dạ rồi 70 mấy 84 gì Trần Văn Thành Minh Văn ở quận 9 hả? Dạ ngon lắm, ngon lắm. Sạch Google ra không đi được không thấy không? Duy Minh Dương Huyền Thoại. Nhà bồ, nhà bồ, chồng sắp cưới. Vậy vậy. Không hề luôn. Dạ, số 84 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, quận 9 anh. 84 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú. Nhắn qua cho Tú đi luôn. Dạ, em nhắn qua cho Tú nha. Em ăn chè gì anh đi mua luôn nè, giờ anh lấy xe hơi đi mua chè luôn. Em ăn chè bưởi. Chè bưởi. Trời ơi, bưởi ngọt hả? Quang bưởi ngọt, ăn chè bưởi. Giờ hiểu lý do rồi. Tại sao có tên Hoàng Anh bưởi ngọt? Thích ăn bưởi. Anh ăn chè gì? Anh ăn chè gì? Bán bưởi. Chè bưởi nhiêu bán? Chè bưởi nhiêu? Dạ có 15.000. 15.000. Chè bưởi. 15.000 đến 15.000. Và bây giờ chúng ta cùng chọn MC của chương trình, Mr. Coleman. Đang giới thiệu chương trình. Bây giờ thì ekip đang chuẩn bị dẫn chương trình này. Bây giờ tôi vừa tranh thủ ngày giải lao, tôi vừa đi mua chè để đãi ekip cho quý bà cô chú chị, để tôi vừa đi vòng vòng hỏi mọi người ăn chè gì. Em ăn chè bưởi, anh ăn chè gì? Em chè bưởi luôn hả? Chè bưởi luôn ha. Thôi rồi, chè hết. Bữa anh chè bưởi, chè đậu biếc. Ăn chè gì? Chè hoa đậu biếc hả? Chè dừa. Chè dừa. Chè có nhiều loại không anh? Dừa non hoa đậu biếc. Chè dừa non hoa đậu biếc. Có đá hả? Có đá không? Có đá. Chúng ta sẽ cùng rồi chia chè dừa non hoa đậu biếc, chè bưởi. Một dân ca. Ăn chè gì? Nghệ sĩ nhân. Chè không? Anh Tuấn. Chè không? Rồi bây giờ em sẽ ăn chè gì? Chè. Chè. Chè hả? Chè gì đó mà đậu trắng á. Đậu trắng. Anh phải ăn 12 chén hả? Anh phải 12 chén không? Chè cửa. Ờ chè bưởi, chè bưởi, chè bưởi, chè bưởi. Ok. Chè bưởi ngon không? Ok. Anh qua bên phòng nghệ sĩ hỏi họ chủ của anh chị. Đó họ làm tại chỗ luôn. Tại chỗ luôn. Tại chỗ luôn. Em xin nhạc nha. Qua bên quay đi hai. Dạ. Để em mua để em quay luôn. Nhớ quay về nha. Dạ. Nhớ xíu em về thì đúng giờ mọi người ăn. Giờ em qua hỏi chú Thanh Tuấn rồi chú Thanh Tuấn ăn. Dạ em đi nha. Cho xin. Thôi nó mới hát á. Em đi hát á. Nửa chừng rồi thôi. Giờ để em đi. Giờ để em đi nha. Mua trước. Dạ rồi. Thôi mình mua nhiều loại đi. Ở đó có nhiều loại em sẽ mua nhiều loại, ai về ăn loại nào em. Dạ. Rồi đi. Dạ 20 bình. Dạ. Dạ. Rồi đi ra để dính quản quyền. M
Nói chung là làm việc phim trường cực lắm quý bà cô chú anh chị, được cái ở trong đó nó mát, nó không có nắng. Nhưng mà làm từ sáng, ekip phải từ 8 giờ tối tới khoảng 8 giờ sáng và 8 giờ tối đó. Cho nên bây giờ Khương vừa đi mua chè để Khương vừa tắm bổ cho mọi người nha quý bà cô chú anh chị. Giờ Khương vừa đi đây. Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Hiện tại thì Khương Dừa, Ngọc Tú Boro và Nguyễn Thiên Ngân đang có mặt ở đường Trương Văn Thành, khu phố 6, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Hồi nãy hai ba anh em đang ở Gò Vấp, phim trường Pixel ghi hình chương trình dấu ấn huyền thoại quý bà cô chú anh chị. Ta cái xong cái Khương Dừa thấy ekip làm cực quá. Cái Khương Dừa nói đi mua chè cho mọi người. Là đi hồi nãy là tầm 1 giờ mấy, bây giờ 5 giờ mới xuống tới đây. 5 giờ mấy tại giờ đi bộ. Mỏi chân quá. Đi bộ luôn không biết bà cô chú anh chị. Đó, không biết là anh Colorman coi cái clip này chắc anh Colorman sẽ rất là cảm động. Dạ, yeah. Tới quán chè rồi. Nhìn là biết cái quán chè bữa anh Colorman có ghé. Quán chè Duy Minh. Bữa em tên em Duy, tên Duy phải không? Em tên Duy. À bữa cũng vừa coi cái clip. Dạ chào chị, mua chè hả chị? Mua chè hả chị? Bữa anh Điền ghé đây hả? Đúng rồi anh, ông ảnh có cái đây ăn. Đây 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 thu được đây. Tại anh đang ghi hình chương trình dấu ấn huyền thoại á. Dạ dạ anh. Có mấy anh chị nghệ sĩ rồi nữa. Dạ. Cái anh tính mua chè cho mọi người ăn. Dạ. Ở đây là ở địa chỉ như ta 84 Trương Văn Thành ha. 84 Trương Văn Thành á. Phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Tính ra từ ở trên Gò Vấp xuống đây còn cũng phải nửa tiếng á quý bà cô chú anh chị. Dạ. Mà cái đường này là nó cắt ngang ở đường đường xa lộ Hà Nội quý bà cô chú anh chị, chưa tới Suối Tiên hả? Chạy xuống mới tới Suối Tiên không? Chạy xuống mới tới Suối Tiên. Em mở lâu chưa? Em mở gần hơn 2 năm nay. 2 năm rồi hả? Dạ. Ồ. Sao anh Colorman không biết vô đây nó hay hay trời. Dạ. Em nhờ chắc nhờ nhiều người giới thiệu anh. Dạ. Giới thiệu anh mua về cho mọi người ấy. Đây menu. Ồ đây có cái dao nữa hả? Có dao luôn hả? Dạ số điện thoại của quán ạ. Số điện thoại quán hả? Gọi này dao hả? Dạ không, mình sẽ giao qua rác với bia min anh. Ủa vậy hả? Còn cái số điện thoại này mình gọi trực tiếp tới quán. Là quán giao không? Quán thì mình chỉ không có giao anh, hiện nay là tại vì không có người á. À là mình giao qua rác. Vậy thôi giờ mình đi về mình đặt rác. Dạ quên, nãy qua đặt rác giao đi xuống gì chứ xa xôi. Nói chứ đi tới đây để mình mua về, cái thứ hai mình ăn tại quán. Thương Dường cũng rất là thích chè. Ủa có tiểu nhân viên nữa hả? Đang tiểu nhân viên luôn hả? Ừ. Các bạn nào có nhu cầu xin việc không nè? Cần tuyển nhân viên nữ, Tú. Xin việc đi Tú. Đây, hai đứa ăn chè gì? Duy giới thiệu gì? Ông chủ quán Mai Hiền Khô trời. Lâu lâu tới mua giùm người ta quay, người ta giới thiệu giùm cho luôn. Mốt khách tới ăn nè. Mừng quá. Ừ. Rối quá vậy. Rối luôn, thấy ăn xuống. Đây, chè thập cẩm đậu. Có là có nhiều loại đậu không em? Đúng rồi anh. À, có đậu đậu đen, đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh. Đậu xanh. Đậu phộng. Đậu phộng luôn. Bốn loại đậu hả? Dạ. Là nó giống hình này không? Đúng rồi, y chang á. Có hạt lựu bánh lọt nữa hả? Có hạt lựu bánh lọt nữa. Wow, này đậu xanh cà. Đúng rồi, đậu xanh đánh á. Đậu xanh đánh này, đậu xanh nguyên nè, đậu đen, đậu đỏ. Ồ ngon quá. Dạ, đúng rồi. Này chè bưởi à. Hồi nãy con bé Hoàng Anh thư ký của anh Điền kêu chè bưởi. Chè bưởi nhớ nha. Nhớ không quên. Không dễ nhớ lắm. Chè đậu xanh, hạt này là đậu xanh nguyên hạt, cái này nó cốt với lại đậu phộng. Ủa mà chè ba màu. Ủa mình vô đây giới thiệu đi cho nó hấp dẫn chứ nhìn hình đúng vậy. Rồi anh. Ừ, tự nhiên đúng rồi, em tự nhiên kéo anh vô đây chứ vậy anh. Đây giới thiệu với bà cô chú, đây là cái gì á? Cái này chè bưởi nè. Chè bưởi hả? Dạ. Đây chè bưởi rồi, này chè bưởi của Hoàng Anh nè, với là anh Giang già. Đây là bánh lọt nè, đậu xanh đánh nè. Này anh Colorman kêu chè này nè. À, này dừa non. Dừa non hoa đậu huyết ha chị. Dạ. Cái này đậu xanh hạt. Cái này hạt lựu. Này là đậu đen hả chị? Dạ đúng rồi anh. Này đậu này đậu Hà Lan hả chị? Dạ đậu đỏ. Đậu đỏ bự ta. Cái này đậu Hà Lan hả chị? Dạ, này đậu Mỹ. Đậu ngự. Đậu ngự. Dạ. Còn này là bánh chè Thái. Cái này đậu câu. Dạ đậu câu, bánh chè Thái, đậu câu thì... Để chè Thái, còn cái này gì chị? À cái đó là nấm tuyết. À nấm tuyết. Giống bắp cải ha. Như bắp cải. Này chị vô lên sẵn có bánh lăng nữa nè. Bánh lăng này. Ê đây anh Colorman. Colorman đi đâu anh cũng dán hình nữa vậy nè. Khẳng định là anh đã tới đây. Bây giờ mua bánh gì ta? Mà hai đứa ăn bánh gì? Mình vừa kêu khoảng 20 phần về cho mọi người. Để chị làm lâu lắm nên mình sẵn mình ở đây mình thưởng thức luôn. Ồ cái chè này mới thấy luôn đó ta. Dạ vừa non hoa đầu biết đó anh.
ăn với gì chị? Cái này là ăn với rau câu, bá dứa và cái này là củ năng mà làm màu cũng dền đó. Em nói em mê, nói chung là chè bưởi cũng ngon phải không? Dạ đúng rồi, ở đây là có chè bưởi, chè thái, chè dừa non, bánh bò lăng với dạ. Đậu đỏ thốt nốt. Giờ dạ, em với thập cẩm sa sơn lòng. Thốt nốt. Nãy dạ, gì chị? Rồi, thốt nốt thái chứ đâu phải thốt mình đó. Dạ đúng rồi. Mấy món cái này chân châu hả chị? Dạ, chân châu. Ngon quá. Cái này là xương sáo. Dạ xương sáo, cái này là rau câu cà phê. Rau câu cà phê. Này mình nhà làm lớn không chị? Dạ mình làm hết. Rau câu cũng tự làm luôn. Dạ. Hai đứa ăn gì? Bây giờ chị lấy em mang về ha, chị lấy em nhớ không ta, 5 phần chè bưởi. Rồi, 3 phần 5 chè bưởi. Dạ, 5 chè bưởi cô. 5 chè non, no đâu biết. 5 chè thái đi. 5 chè thái. 5 chè bưởi, tất cả bưởi rồi. 5 chè thái với lại 5 phần bánh lăng. 5 phần bánh lăng. Thôi lấy 25 phần đi, với 5 phần đậu thập cẩm đi. Dạ. Ha, rồi. Chị lấy thập cẩm sa sáu lọt không? Thập cẩm cái này tăng nhiều lắm, ngon lắm. Vậy 5 phần này nữa coi như 30 phần đi. Rồi. Dạ, 5 đậu. 5 đậu. Nhưng mà đừng có bỏ đá về gì không bỏ đá cô. Không em bỏ đá riêng. Không đó. Năm chè bưởi, năm thái, năm bánh lăng, năm đậu thập cẩm. Dạ. Năm dạ, thập cẩm sa sáu lọt. Năm thập cẩm sa sáu lọt với lại cái gì năm dừa non. Năm bưởi. Năm bưởi rồi, năm dừa non. Đủ 30 phần cho cô. Mới có năm mà. 15 20 25. Đậu đỏ thốt nốt có rồi ha. Chưa. Chè thái. Thái có rồi. Thôi 5 10 15. Cô đừng có đếm vậy con đi trốn nha. Cô đếm 5 10 15 20 là con đi trốn liền. Rồi. Rồi, cho em một miếng chè bưởi trước đi. Em ăn gì? Rồi. Em ăn bánh lăng. Bánh lăng. Trời ơi, ăn mấy loại chè đặc biệt này nè, bánh lăng là lát mình mua về mình ăn sao cũng được. Một bánh lăng, một chè. Cho em một trước một xíu chè bưởi đi rồi một miếng này nữa. Giờ mình ăn một phần chè bưởi, một phần dừa non, một phần chè thái. Một phần bánh lăng ha. Nè, em biết mấy bạn ăn gì, em một phần một xíu chè bưởi. Rồi. Một phần này. Rồi. Rồi, em vậy đi. Ha. Tôi vừa thử mo thèo thái với lại chè. Xanh xanh đó là chè. Dạ, dừa non. Dừa non. Đó hoa đậu biếc á, dừa non thái ra. Mà tự nhiên hoa đậu biếc nó màu vậy đó. Nè, em nấu để cái bông vô đây luôn cho. Ồ, có bông luôn. Có bông để vậy luôn ha. Đó là cái bông của nó đó. Hoa đậu biếc nó cũng có nhiều tác dụng tốt lắm anh chị, tốt cho sức khỏe. Giờ là người ta nó lên giờ người ta trồng nhiều mà tự nhiên luôn. Cái này mình xài mà tự nhiên luôn hả? Bây giờ là mình ăn một chè bưởi, một bánh lăng. Con một chè bưởi với là một hoa đậu biếc đi. Còn hai bạn ăn gì rồi? Không biết gì? Hai bạn ăn gì? Kêu nè. Một chè thái, một bánh lăng. Rồi. Rồi, ít thôi chị, ít thôi. Kệ đi, tính tiền như bình thường cũng được nhưng ít thôi. Để anh ăn được nhiều món. Từ làm cùi không á nên là cái cùi giòn lắm. Cùi đó hả chị? Dạ. Wow. Ngon quá. Có nước cốt nữa. Nước cốt nhà tự làm đúng không chị? Dạ tự làm. Ủa đó. Cái này là chè thái hả chị? Dạ chè thái. Cái này còn chè thái có mít với sầu riêng nữa nè. Dạ. Wow, đụng sầu riêng rồi. Mấy cái này bằng tô, một tô. Ăn bằng tô còn mấy cái ăn bằng ly hả chị? Mấy không, cái có đá là bằng ly. Ăn á là mình ăn dĩa thôi còn là ăn tô hết. Ăn tô hết luôn. Mình sẽ có đá riêng. À tầm mang đi là mới bằng ly. Dạ đúng rồi, mang đi thì có ly. Ồ, rồi. Rồi, cảm ơn. Thôi đem cầm được rồi. Con cầm rồi, cảm ơn. Cái hồng hồng nó như hạt lựu. Cái này là màu lá dứa củ năng. Màu lá dứa củ năng. Cái này là hạt lựu, cái này làm hạt lựu, tôi kêu bằng hạt lựu. Màu đó là màu củ dền đó em. Dạ. Mình nấu củ dền. Cái này đều là màu tự nhiên mà tự nhiên hết. Mày mấy giờ mình mới bán chị? Hiện tại thì 3 giờ chiều mới bán nhưng cái màu xanh nó đẹp quá. Thứ tư đầu tháng 5 thì bắt đầu em sẽ bán từ trưa 11 giờ trưa luôn. Dạ. Bán nguyên tuần luôn hả chị? Dạ bán nguyên tuần luôn. Chị Duy Minh, Duy là tên lên ba, ba còn ba, mình là tên con. Còn chè là tính chị hả? Chị tính chè. Trời ơi ngon kìa, nhìn màu sắc là thấy đã ha. Này mình mua 30 phần về cho phim trường. Nhưng phim trường thì ekip sản xuất cũng đông lắm mà không biết bao nhiêu cho đủ. Đây, dạ được rồi. Dạ đi. Ủa, anh ăn ít gì anh? Hả? Anh ăn ít gì? Ăn ít thôi. Ít ăn, luôn ăn nhiều người ta nói chết. Đây. Đây. Xin mời quý ông bà cô chú anh chị nha. Quá ngon. Có chưa Ngân, em có chưa? Chị đang làm mà. Trời ơi. Dạ trong khi chờ chị làm 30 phần thì Khương vừa tranh thủ ăn. Dạ ăn để giới thiệu cùng quý ông bà cô chú anh chị nha. Dạ. Chứ giờ đứng đợi cũng không biết làm gì nên tranh thủ ăn.
Tú ơi, ngồi qua đây này, ngồi đó chút rồi mất điện thoại á. Wow, ngon quá. Chè bưởi là đặc sản ở đâu biết không? Chè bưởi à? Ừ. Bưởi có nhiều ở đâu ta? Chắc ở đâu có nhiều bưởi thì nó sẽ có đặc sản chè bưởi. Dạ. Bến Tre hả chị? Chị muốn chè hả? Bến Tre chị? Dạ, dạ, muốn chè cho bé. Dạ. Dạ. Muốn chè cho bé. Dạ. Vậy là em đoán sai rồi hả? Không, chè bưởi là anh nhớ không làm là đặc sản của Vĩnh Long. Vĩnh Long hả? Vĩnh Long. Dạ, ở Bến Tre bưởi da xanh, còn ở Vĩnh Long là bưởi năm rồi. Nhưng mà đúng là cũng có nhiều bưởi đúng không anh? Đúng rồi, bưởi Vĩnh Long có nhiều bưởi lắm. Đó, vậy là em cũng phân tích là hợp lý. Cảm ơn anh. Tú ơi, chè Thái nè. Ừ, ngon quá. Ồ, chị làm khéo quá, không nó nghe, không có nghe mùi the, ha, nó giòn. Nó giòn ghê, chè bưởi ngon lắm á, ăn thử cho biết đi. Cho em thử chè bưởi. Giống như này. Dạ, chào chị ha. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ, em chào chị. Dạ, em cảm ơn chị. Cái này ngon quá chị ơi. Bưởi đó là mình làm từ mình làm cái cùi á. Dạ. Cái tươi nên là nó giòn lắm, giòn. Dạ, ngon quá. Làm ngày nào bán ngày đó hả chị? Dạ, làm ngày nào mình sẽ làm trước ngày hôm nay, làm cái cùi xong ngày mai. Cùi, nó làm chè à? Ngon quá. Là con bác nên tới đây nên thử ăn chè bưởi. Biết à, bà con của bác biết sao không? Tại vì ví dụ chè đậu, chè chuối hay mình đi ngoài đường là có những cô họ cũng bán cũng rất là ngon. Dạ, nhưng mà tới đây mình nên thử chè bưởi cho biết gì lại. À, chè anh Coleman kêu nè. Dạ. Chè cái này là dừa. Dừa non á mà cô chú anh chị. Nó chưa cứng cại, nó mềm mềm, mình sắc ra cái mình chắc ngào với hoa đậu biếc á. Cái màu hoa đậu biếc nó rất là đẹp. Hương và giá. Xuất sắc. Chị ơi, anh chè chị. Này ngon mà có. Tại vì nhiều khi ở trong thành phố á, mà cô chú anh chị xa quá đi không được, mình gọi, gọi cái số người ta giao. Ở đây có số nãy tôi vừa giới thiệu á, dạ. Nè, giới thiệu dùng với bà cô chú anh chị, với bà cô chú anh chị ăn chè đây. Duy Minh thì 0988295189. Nó có phán ngon quá. Anh là mê chè. Anh rất là thích mê chè. Chè giống hộp cẩm quá không? Cái này là xương sa, ổ hạt lựu, rồi xương sáo à. Đúng rồi. Rau câu. Chè bưởi ngon á. Mày nhỏ thèm chè á. Là mẹ ở nhà mẹ mua chừng ký nếp chừng. Xong mua đậu nấu với đậu trắng không, với đổ đường vô, với lại nước cốt dừa lại là mừng rồi. Em hồi nhỏ hay được mẹ nấu chè đậu đen thôi. Còn có khi không có nếp á, lấy gạo nấu. Gạo nó không có nhựa đúng không? Không đến ra mua miền Nam em mới biết ăn chè bưởi á. Em không biết nữa, nhưng mà em hồi bé em ít được ăn chè đó, em chỉ còn ăn chè đậu đen hoặc là chè đậu xanh rồi. Nhưng mà công nhận ông bà mình hay ha. Nghĩ sao cái vỏ bưởi mà sáng chế ra cái được cái món chè. Rồi sáng chế ra có nem nữa. Nem từ vỏ bưởi á. Chứ em nói cái này làm cái gì? Em tưởng không biết luôn. Quỷ thần thiên địa ơi. Đúng rồi, từ vỏ bưởi thì là anh. Vỏ bưởi, làm vỏ bưởi. Em thấy anh nó mềm mềm lắm luôn á. Cái này là em biết làm bằng cái gì không? Cái đó từ thì... vỏ dừa. Này, làm bằng vỏ dừa thiệt. Anh xào quá đi, cái đó thêm cái vỏ dừa non á. Vỏ dừa non sắc đó. Chè bưởi hồi nó làm. Ủa nhưng mà nó làm từ cái ấy bưởi rồi ta. Ừ, vỏ bưởi. Thôi anh xào. Nem nước. Trời đất ơi. Không, nó không xạo. Muốn úp cái tô vô mặt kia. Tự nhiên nó vừa nói sao. Chị ơi. Chị gái. Cho em hỏi cho chị gái, xin lỗi chị. Cái này là chị làm bằng vỏ bưởi phải không? Dạ đúng rồi, vỏ bưởi mình đó. Sẽ bỏ cái vỏ lớp vỏ xanh bên ngoài. Lấy cái vỏ trắng á. Trắng, trắng á. Mình sát ra, mình ngâm. Ngâm cho đừng có the, đừng có đắng. Thì mình sẽ nấu. Ngào đường này có ngào đường. Nhưng mà cái bưởi phải thật tươi nha. Không có non quá, cũng không già quá. Già non quá nó đắng, già quá nó xốp. Sơn. Nó ngon thì kia chị già cũng không ngon.
nó phải tươi, tại vì nếu mà nó khô quá thì nó không ngon, nó mềm. Khô quá thì anh em làm khô luôn rồi. Nó khô bưởi. Cảm ơn chị. Cảm xin lỗi chị nha. Bé nó thiếu công thức quá. Mà nói nó không tin. Trước giờ em ăn thì đây cũng không nói mà bé nó còn nói mình nó xạo. Tại anh nói cái này bên vỏ dừa đây em lại nó nói cái này trước rồi. Rồi. Cái này là cái cốt của nó chứ đâu có phải cái vỏ đâu. Hèn chi nhưng mà em cũng thấy nếu mà là cái lăng này là làm bằng vô lăng á, lăng xe. Ngon quá. Chết thật, biết vậy em coi như em cũng hỏi đi. Anh về cắt đoạn đó. Em em cắt. Anh cắt anh nhân lên. Anh đã chửi kiến thức cho bạn mà không biết. Có gì đâu, mình khi những món ăn mình không biết. Mình chỉ ăn chứ mình không biết cách chế biến. Nước cô làm 30 ly lâu lắm, cho nên em tranh thủ ăn. Ăn nữa đi. Lát mình bắt xe buýt về đi, đi bộ sao á. Bắt xe buýt hả? Thôi mình phải đi bộ chứ, mình mới ăn no, mình đi bộ nó tiêu hóa tốt. Ngon quá. Đây, tới chè hoa đậu biếc. Ồ. Chè này cũng rất chè là gì chị? Đậu đỏ thốt nốt. Trời ơi, đậu đỏ với trái thốt nốt hả chị? Ừ, em thử đi. Em ăn cái này. Biết trái thốt nốt không? Em biết. Thốt nốt này người ta còn làm nước này. Ở các khu du lịch em hay thấy người ta bán nó gọi là kim bịch nước thốt nốt, có cái cục này luôn không ta? Này thốt nốt này thốt nốt Thái. Ủa gì hả? Thốt nốt mình trái nó. Nó to hơn. Trái nó to lắm. Cái là tủ lượng rất thịt đó. Đây là chè Colomen đã kêu Khương vừa mua chè này chảnh nè. Chè dừa non nấu với hoa đậu biếc. Đó, màu rất là đẹp. Thì cái màu này đẹp ghê, cực kỳ đẹp luôn á. Đẹp như em. Xỉu à. Lại luôn. Hết muốn ăn luôn rồi. À, cái này đẹp không? Wow. Nè cái mấy màu tự nhiên này đẹp nè, màu này là màu của cú dền. Giống cái áo của cú em. Cú dền á, cú dền. Màu giống. Này màu lá dứa. Mấy màu này khó đẹp thiệt. Màu nào cũng đẹp chứ. Rồi. Mà anh thích màu nào? Hả? Thích màu nào? Thích tất cả màu. Thích màu hồng nữa. Thích màu tím. Ngon quá. Ngon quá. Không, em nghĩ là ăn như này nó sẽ ngon hơn là mình mua về đúng không anh? Ngồi đây ăn không? Giờ không có điều kiện thì mua về. Về cũng ngon mà. Về bỏ đá vô. Tô này của ai? Chưa ai ăn hết à? Người kia ăn nhau ăn để quá. Chưa ai không hết được cái này đâu. Nước cốt chị hắn không à? Nước cốt tươi á. Tới quán chè ăn bánh lăng. Không phải, tại bánh lăng là một sở thích của em. Lúc nãy em tính ăn chè rồi. Chị em thấy chị làm để bánh lăng ngon quá nên gọi bánh lăng luôn. Đậu cầu dai ngon lắm. Cái này dai giống con dừa ta. Còn bây giờ em sẽ xin phép ăn một ít đậu đỏ thốt nốt. Ăn đậu đỏ cho gặp nhiều may mắn. Đậu cho đậu. Ngày xưa đi trước khi đi thi làm bố mẹ hay mua chè đậu đỏ cho ăn. Nhưng mà đậu đỏ là may, còn đậu đen thì là xui. Anh không biết gì. Chứ nó chỉ là một cái cơ hội tinh thần. Ủa ăn gì? Dạ. À, mà ăn chơi? Mà chơi? Để em cho phụ bà xã cái cái đơn hàng mềm mềm. Mọi người cứ cái đơn hàng hả? Không, có 15.000 phần là ngon mà không? 15.000 phần, 20.000 phần. Rẻ không?
cũng nên được phù hợp. Ăn đi lá thử coi con. Cái này mà rau câu dừa. Đậu đỏ ngon lắm. Nhưng mà nó phải đậu đỏ không ta, đậu đỏ nhớ nó nhỏ hơn rồi ta. Này đậu đỏ bự. Này đậu đỏ bự. Có một loại đậu đỏ bự là nó gọi là đậu gì luôn á. Quên rồi. Đậu ngữ. Đậu đỏ bự mà. Ăn đậu đỏ rất là tốt cho sức khỏe. Nói ăn thử này cho biết. Nói chung là quán chè nào cũng có những món chè truyền thống giống nhau, nhưng mà họ thường thường họ sẽ sáng chế ra những cái món chè riêng của họ. Ví dụ ở đây quán này sẽ có chè bưởi rất là ngon, và chè này là chè hoa đậu biếc rất là ngon. Dừa, cái dừa non nó mềm mềm. Không, cái hoa đậu biếc này là lần đầu em thấy này, những cái này này em thấy nhiều rồi chứ cái đó là lần đầu thấy. Mình ăn xong mình chờ còn mình hỏi chắc lâu nữa mới xong mang về. Bữa vừa cơm vừa ốm quá ăn bò bổ vô cho mập mạp luôn, cứ da thịt đây hồi hồi lại xíu rồi đỡ không đỡ. Hôm đầu tiên quay xong như bộ xương di động. Ủa nó ốm lắm, mới nhận qua kiểu nó anh như là còn thịt với xương da không à, có còn da với xương. Nghĩa là kiểu nó bị hụt nhanh quá chứ bình thường, như mà tự dưng cái mấy cái mấy ngày nhìn ăn nhìn nó phát thật luôn. Cho nhiều nước rồi đó. Không đó. Đó. Không, ăn uống giống như anh vậy không? Sạch sơn rồi. Sạch sơn xanh. Người đây ăn liếm dễ sạch luôn, người ta khỏi rửa. Không uống cơm. Không uống cơm đi xuống tới đây giờ mua chè về chơi kiếp với lại thưởng thức được hai tô chè. Giờ kêu ăn tô nữa là không nổi nè. Là tại vì nãy tới bụng quá, có ghé ăn một tô bún bò. Như mọi người không biết bún bò ngon nào thì cần của em. Con bò dễ thương lắm quý bà cô chú chị. Ngon hả? Sau em ăn để tính ra mình mốt mình xuống đây mình được có hai chỗ ăn bún bò với lại bún chè. Ăn bún bò xong mình qua trứng mình ráng miệng chè. Ngon á. Hơi xa xíu nhưng mà ai ở gần đây thì mình đến ăn. Sắp xong rồi chưa cô? Sắp xong chưa Duy? Dạ. Dạ hết từ từ. Dạ không sao. Còn ăn. Ta đặt tiền đó quá nhiều ha. Nhưng mà cái này lên mạng gõ sao Duy? Cái này thì mình anh lên bên Duy nha anh. Mình để gõ chiều cho mình. Mình có thể gõ vô tài khoản Duy Minh. Rồi mình gõ bắt chè Duy Minh. Có cả rác cũng vậy. Mình cứ lên mình mở rồi chè Duy Minh. Nhưng mà gọi số trực tiếp này em giao cũng được mà. Em bút xe. Em bút xe em giao. Em bút xe thì hiện nay thì tại vì em chưa có nhân viên nhiều nên Ờ em nói đó không nghe gì quá. Có cầm. Vậy rồi sao anh giới thiệu về sao tao bà con cô bác muốn mua ăn sao ở xa sao? Ở xa thì tạm thời chắc là quá em rồi, sắp tới thì em sắp xếp được nhân viên thì em đi giao sao chút. Nói chung giờ bà con cô bác tao cũng muốn ăn nhưng mà nhiều khi xa xôi quá. Dạ đúng rồi, hiện nay em cũng đang tuyển nhân viên mà chưa có bạn nào tới. Xa xôi quá quý ông chú anh chị. Dạ ở đây tới tận quận 9 luôn thì ví dụ có
có nhiều người ta ở đây thì ăn ở đây cũng được, nhưng mà nhiều người ở xa xa quá kiếm một quán chè mà ngon mà sạch sẽ gì, ngon mà sạch sẽ gì cũng khó. Rồi, cảm ơn quý bà cô chú anh chị nha. Bây giờ Khương vừa vô chuẩn bị để mà chắc cũng chè cô cũng làm sắp xong rồi mang về để cho ekip. Dạ. Cảm ơn quý bà cô chú đã theo dõi video của Khương vừa nha. Quý bà cô chú anh chị có muốn ăn chè thì cứ gọi số điện thoại hoặc vô Arab hoặc là vô Badmin gì đó. Badmin đó là dạ mình gõ chè Duy Minh, dạ thì bà sẽ đặt và bàn giao. Dạ cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều nha. Dạ chào tạm biệt và hẹn lại, bye bye. Cho miếng nước nè. Trời ơi, no quá.